Chào cả nhà, lâu lắm rồi mình mới quay lại vlog bởi vì mình có một thời gian khoảng 2-3 tháng mình đã tập trung vào viết blog tulipsimple.com, đề tài về mẹ nuôi con và đang trong thời gian trở thành một người có lối sống tối giản, hoặc là có thể nói là đơn giản và một chút tối giản. Thì hôm nay thì mình nhân tiện ngày trời đẹp ở Ba Lan, Warsaw thì chính phủ cho mọi người ra ngoài đường được quyền vào trong rừng hoặc là công viên. Vì vậy mà hai mẹ con mình mới ra ngoài. Và ở đây thì ai cũng phải đeo khẩu trang, trừ những đứa trẻ dưới 4 tuổi thì không phải đeo khẩu trang. Còn 4 tuổi trở lên là tất cả mọi người phải tuân theo lệnh là đeo khẩu trang cách nhau khoảng 2 mét. Và được quyền đi ra cửa hàng mua đồ ăn này, vào trong rừng này, ra công viên này. Đã được bớt cái lệnh cấm là hồi xưa là phải ở nhà, không được ra công viên, không được ra rừng. Thì khoảng mấy ngày nay thì mọi người bắt đầu mới ra công viên và đi dạo. Hôm nay mình tranh thủ trời nắng đẹp, mình cho con mình đi ra ngoài trời. Vì 2 tháng ngồi nhà rồi, từ khi bị cách ly là 2 tháng ngồi ở nhà. Hai mẹ con chỉ quanh quẩn ở gần nhà, đi ra ngoài gọi là cái nơi gần nhà thôi, khoảng mấy trăm mét thôi chứ không được đi đâu xa cả. Hôm nay như các bạn thấy đây, hôm nay tụi mình đang ở trong một cái rừng, trong nhà mình cũng ra. If I help you up, will you lead me through the night? Will you take my heart? Can you promise me an afterlife? Oh, when we lose our time. If I help you up, will you lead me through the night? Will you take my heart? Can you promise? Khi thời điểm này chúng ta bị cách ly thì mình có cảm nhận rằng có rất nhiều điểm tương đồng giữa lối sống tối giản, đơn giản với việc phải bị cách ly. Một ngày có 24 tiếng, nhưng trước kia nhiều người lao vào vòng xoáy công việc bận rộn không kịp thở, nhìn lịch dài kín với các buổi họp, gặp mặt, hội hè hay party nhộn nhịp hàng tuần. Mỗi ngày mặc bộ trang phục, quần áo đủ kiểu, nhất là phụ nữ thì còn cầu kỳ hơn với nhiều kiểu tóc, make up, rồi móng tay giày dép, đếm không xuể. Bỗng dưng dịch bệnh ập tới, mọi người đều có cơ hội được trải nghiệm lối sống tối giản, chẳng hạn như trang phục hay trang điểm không còn quan trọng đối với đại đa số người. Chung quy đều phải ngồi nhà, nhất là khi đeo mặt nạ che 1/3 khuôn mặt. Covid-19 đã mang lại cho chúng ta một thứ mà trước mùa dịch hầu như ai cũng mơ ước, đó là thời gian. Giờ đây mọi người chúng ta có thể sống chậm lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách khác, đặc biệt hơn. Chúng ta có nhiều thời gian hơn cho gia đình, con cái, đọc và học những thứ mà chúng ta trước kia ước ao, thư giãn, nghỉ ngơi, suy nghĩ một cách chậm rãi hơn, làm những điều mình yêu thích bấy lâu, hoặc là khám phá. Thời gian này mọi thứ đều khiến mọi người có chút hoảng loạn, nhưng nó giúp ta thành những người tối giản. Chúng ta có thể tập trung làm thử một điều mà chúng ta vẫn mong muốn làm bấy lâu nay. Thế bạn đang làm gì vào thời gian rảnh của mình?
Mình thì dành thời gian quý báu này vào việc chăm sóc cây cho vườn nhà mình, nấu những món ăn ngon bổ mà trước khi mình bận rộn với công việc, lịch trình kín mít, để rồi thường xuyên ăn uống vội vã. Nhiều lúc thật sự mình ước ao có được thời gian như bây giờ. Vì vậy, nếu như bây giờ chúng ta có nhiều thời gian như vậy, thì chúng ta hãy biết nâng niu và quý trọng nó nhé.